Ánh trăng nơi thanh thần sơn, ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng mê đắm trong lòng. Hiên ngang giữa khói bụi mù khi vách rèm vang đất trời. Ngày viện kinh tương dương lửa bình đưa ta gặp nhau. Tình quên là để huynh suốt đời bên người anh hùng. Xa cô đưa trở về gian tân, trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ, hương anh xưa nơi đây nguyện làm kết duyên. 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ. Hay trong giấc mơ. Hoàng anh ở khắp nơi đời quý chung chi trai dư thành. Trong khi đau em đang ở đâu biển kinh tương dương nỗi loạn tông kiếm chưa hay vương trời như giấc mơ ta và em tìm kiếm bóng dáng kiêu xa đã giữ trái tim anh hùng ai ghi nhận có ai vượt qua ngựa phi hát huyết lông cầu chi trai đã quý xuống trần. 15 năm ta vẫn tìm em, 15 năm ta vẫn tìm em. Phải bao nhiêu chỉ trai buồn ba khắp nơi để tìm bát mạch chân kinh lập danh. Nơi trường bạch tuyết rơi xa lành, nhiều hùng anh lang du để tìm kiếm. Mật đạo biên kinh bao khó khăn, tông kiếm hiểm nguy không sờn. Kiếm tìm chân nguyên sung mạnh, trong chân đã nổi lên dồn vang khắp thơ thành. Còn có lòng bao chi trai trở về, phi nhanh hàng huyết về ngày đến phía lâm an. Người bỏ lòng cùng sánh vai quyết chí,
bay núi Thanh Hải, gió bao cát sa mạc, hương ngàn ngòn sông Xô hiểm nguy ở phong lăng hồ. Vượt qua những trong gai, biết bao đơn anh tài, trở về vang danh hùng ngàn. Dù thân xác xa rồi, vẫn su bay một lời, ngại ngùng gì khó khăn, chỉ trải đắp xây cho đời. Cùng bi kiếp bát mạch, quy chỉ phải luyện thành, bát mạch chân tinh thần thơ. Anh em xem video nhớ cho một like chia sẻ ủng hộ cho nó. Vừa rồi thì Khải đã thay đổi xong cũng như là đổi phái, đổi giới tính nữ và chuyển một thứ yên xong rồi em ơi. Và tổng sơ qua cho anh em xem sơ qua thì Khải đang có là 80 chón và 120 chậm. Đó, Khải đang thiếu áo kim cho nè. Đấy, Khải tính biết rồi, giờ các bạn anh em xem thì Khải thấy thiếu áo kim. Rồi, giờ thì thiếu thêm một nhẫn nữa, nhẫn mộc nữa. Thiếu áo kim, nhẫn mộc.
chỗ này thì có thể mang vào bao tay gắn lôi cũng được nữa. Nếu mà nói chung một trong hai, tại vì gia truyền thì cũng được, tại vì Khả cũng có một gia truyền gắn lôi 30 rồi nè. Nói chung là nếu mà tốt nhất thì vẫn 80 chậm là được rồi nha. Theo Khả nghĩ là 80 chậm được rồi, cũng không cần nhiều. Đợi cho anh em xem gia truyền gắn lôi nè, 80 chậm là được rồi. Yếu lái gắn lôi chủ đạo chứ còn 120 chậm nó cũng không ăn thua nữa. Nói chung một trong hai cái nào cũng được. Tại vì kiểu mình phải sắm cho chuyện kháng tất cả nè mà. Cái chuyện này cũng mang cho vui. Mà lái kháng là vui, vẫn kháng tất cả tốt hơn nè mà. Đó, thắng lo 75 nữa không? Vẫn kháng cả tốt hơn. Điều mà mang cho có nè mà. 80 chó, 80 chó. Đó. Vô. Quá đẹp. Để tìm áo kim rồi thôi. Anh em đang theo dõi nhớ cho một like cho sẻ hội chơi nè mà. Một like cho sẻ hội chơi nha. Đỡ Khải lên xích đồ cho đủ rồi cho anh em xem.